Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Buổi chiều thì mình đã review tháo đôi loa JBL FRX738 full shop. Thì cái video tiếp theo đây thì mình sẽ test chất âm của nhạc các bạn nhé. Thì nói chung là nghe cái con âm ly kia mà nó đưa sang tín hiệu thì nó không được tốt lắm. Chỉ nói chung là nghe các bác thì đeo cái phone vào nghe nó mới biết được đấy. 738 full shop giá bao rẻ nhất toàn quốc các bác, alo cho em nhé, giá rẻ nhất toàn quốc không đến 80 triệu đâu. Đấy, nói thế các bác hiểu chứ còn đôi khi là bán hàng với em báo giá chỗ khác báo giá cao hơn thì người anh em bảo là cạnh tranh không lành mạnh nên em cứ các bác alo đi, cái gì báo giá được em báo giá luôn, cái gì không báo giá được các bác thông cảm cho em qua nhé. Đây là những đôi 738 made in Mexico. Đấy, cực kỳ đẹp, phun thùng luôn cho các bác. Nhiều bác hỏi là nó là đã thùng rồi, không phải đâu, ông có trong hộp xốp chưa thùng gì đâu, mình bóc ra là lần đầu tiên ấy, chưa thùng gì đâu. Đấy. À, hôm nay cũng có bác hỏi xe máy. Em tán vui các bác tí chứ, bên tép bây giờ tán vui xe máy tí. Xe máy này là có một bác đấy cũng ở Vĩnh Phúc quê em mua con xe này cho con trai đi, nhưng mà con trai này đi xuất khẩu lao động ấy, thì thành ra là chưa có đăng ký được các bạn, chưa đổ xăng vào chạy được. Thì ông ấy kết đôi loa 70 năm quá, ông ấy mua đổi con xe máy này lấy đôi 70 năm các thêm tiền cho nhau. Đầm này là mới tinh nha các bạn nha, đây là mới tinh chưa đổ xăng đâu, bế để chân vấn đề kia kìa. Đấy, ông mua ông cất kỹ lắm. Đấy, ông mua ông cất hộp vào một vài năm nữa con về đưa con đấy, nhưng mà bây giờ ông ở đại nhà nó không đi nó hỏng hết thì đổi đôi loa nghe cho nó giải trí là vui nhà vui cửa. Đây này bác nào có lấy em nhượng lại cho. Với tinh chưa đi đâu nhá, chưa đổ xăng á, xăng chưa đổ vào trong bình đâu, với hải quan nhé vẫn bình thường nhá, chưa đăng ký nguyên bản đời 2016, đời 2016 là hơi 100. Thì cái này nói chung là các bác nào thích chơi đồ độc thì mua thôi, còn nếu bình thường mà các bác không chơi đồ độc thì tốt nhất là cũng không nên hoái, tại vì đây em thì nó chưa đi em mới đổi cho bác thôi, để em để đây để trưng bày cho các bác vào nghe loa ngắm xe. Chưa lăn bánh, chưa đổ xăng, chưa lổ đấy, mới tinh. Thì cái xe này á là em tính trị giá ra là nó 38 triệu các bác nha, bác nào mà thích của độc lạ đấy thì mua về trưng, không đi thì alo cho Tiến. Tại vì em mua về cũng để trưng thôi, cũng không đi đâu, tại vì nhà đầy xe, 4-5 xe ngoài kia kìa, thành ra không đi đâu, để đây để trưng cho các bác xem cho nó thích. Vâng, đấy bác nào có nhu cầu lấy thì em để lại cho, tại vì để nhà đây nó rất chật chật lắm, còn đâu bác yêu loa quá bác đổi cả xe rồi các bác phải biết. Vâng, mời các bác nghe chiếc âm đôi loa JBL SRX738. Các bác thấy video hay nhớ cho Tiến Mì một like nhá, bấm thật nhiều like cho Tiến Mì vào đấy, chia sẻ thật nhiều vào đấy, là cảm ơn rất nhiều các bác về vấn đề đấy, để cho kênh Tiến Mì càng ngày càng lớn lên các bác nhá, chứ không thì nó cứ sụt mãi là chết. Nhiều bác cứ bấm mãi cái ngóc xuống, em có làm gì sai đâu mà các bác bấm ngóc xuống, các bác cứ bấm ngóc lên cho em người em vui, không mua của em cũng cho em một like, các bác cứ ngóc xuống là em buồn. Vâng, và các bác nghe chất âm đôi loa SRX738. Đây là liên khúc tình xanh Kenny Don Hồ Lâm Thúy Vân vào nhá. Lòng này nó từ cái năm 9 mấy. Bye.
là chất âm của những cái đôi loa JBL-S giới 738. Thì bác là như bom mà sâu cực mềm luôn các nhé. Thì nhiều bác hỏi là 725 ấy cả 738 cái nào hay hơn, nói chung là mỗi người mỗi tai các bác. Mỗi cái nó hay mỗi kiểu, một đằng là loa full 2 bát 40, một chép kèn to, một đằng là 1 bát 50, một chung 25 rồi, một chép kèn. Thành ra là các bác hỏi thế là em không dám trả lời cái nào hay hơn. Tại vì mỗi người mỗi tai. Em thì em vẫn cứ thích dòng full đôi. Còn nhiều bác thích nghe nhạc và tí tách thì chơi được 3 tiếng. Đấy là theo quan điểm của em. Còn đâu em chả khen loa nào hay cả. Các bạn, loa JB nó là đẳng cấp rồi. Nhiều bác hỏi 3.6 chơi được không? Tôi 3.6 chơi tốt luôn các nha, chơi cực hay luôn. Đấy. 3.6 chơi 738 hay là 725 vô tư luôn. Thì cái giá 738 hiện tại em đang công khai là giá chưa đến 80 triệu. Còn các bác cứ điện alo thực tế là tiếng BB. Chỗ nào bán rẻ tiếng BB bán rẻ hơn các bác nha. Đấy, nè, có còn xe máy này. Bác nào yêu thì điện cho em. Chưa có lắp để chân đâu. Để chân vẫn để trong hóc đây kìa. Nhiều bác yêu loa đối cả xe mấy loa các bác cần biết. Đời 2016 các bác. Chưa đổ xăng đâu. 2016 cái này là 5 năm rồi. Gần 5 năm rồi. Vâng, bác nào có nhu cầu và sử dụng loa SRX738 mình hệ sớm với TBB. Nhớ bấm cho TBB 1 like ủng hộ cho TBB các bác nha. Bác nào mua liên hệ theo số điện thoại 0948 388 448, xin nhắc lại là 0948 388 448. TBB ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng, và bây giờ xin chào tất cả quý vị và quý bạn.